xin chào tất cả bạn, hôm nay mình tiếp tục câu chuyện gặp bạn Nam Thanh Mai. Thắp hứa mà cũng mất. Không giả vơ rồi thì có lý do để đi rửa thôi. Ngược đi đây. Mình sẽ kể hai thân gỗ bên này nhau. Ở đây mình xin đổi góc qua cho các bạn dễ theo dõi bạn mình làm không? Bình tĩnh thì vẫn được. Mọi gì đến đi nó cũng sẽ quá. Họ cười tôi vì tôi không giống họ. Tôi cười họ vì họ quá giống nhau. Đây chị phải đi rửa lên nè. Đi rửa nè, cắt nè. Hay là cắt xong thì rửa tiếp. Cắt xong thì rửa đi chắc. Không cắt nữa đấy thế. Hey, mày chi cứ nhắm mắt nhắm mũi anh đồng viên đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.